Dạ, hồi trước nhiều lắm, đúng rồi, con thấy nhiều lắm. Dạ, đây nè, hôm nay mình tới cái nhà của bác này, trời, bác trồng cái cây cây saboche trắng nè, Nam Mỹ nè, ngon lắm. Mình nào giờ mình mê cây này lắm nè, trời, mà không ngờ cây này quá trời quá đất luôn cả nhà. Các bạn thấy không, nhiều ghê không? Oh my god, trái bự bự không nè, coi nè, đây nè, trái nè, đã ghê không? Đó, tha hồ luôn, đứng ngay chỗ mình nè. Đó, trái nè, trời ơi, trái dưới, trái quá trời trái. Oh my god, oh my god, trái quá trời trái. Dạ. Dạ. Trời, coi trái nè. Trái quá trời trái, trái bự chà bá luôn. Đây nè. Sướng ghê không? Wow. Cái này mấy ngàn trái không á? Bác trồng giỏi quá. Chùm 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 chùm, coi một cái trái nè, cái tay mình để nè, một trái nè. Dạ, cắt bớt rồi ha. Đó. Dạ, đẹp quá. Đó. Đó, trái to to. Rồi nguyên chùm nè. Nè. Quay cho đi lại vừa. Đây trái nó bự mà mặt mình luôn nè. Dạ. Ba trái. Dạ. Ôi mày đó, nó bự lắm. Dạ, to lắm quá. Trái này lắm. Ừ. Trời, coi trái này bự nữa nè bác. Ừ, nguyên chùm trên đó, nó con nè, nguyên chùm đây nè. Đó, nguyên chùm nè, đó, 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 đó. Đó, lên tút lên trên nè, con thấy không? Đó, đó. Nè. Bác tha hồ bác quay luôn. Đó. Mê, trời, con mà nhà con có một cây này thì tướng quá. Con nhà mê, con ở đâu? Nhà con ở trên Cypress á. Ờ. Dạ. Trời, cái trái này đảo quá nè. Đó, lắm nè, hay đi. Còn mấy trái là một tàu rồi đó nha. Ồ, oh, nó nặng cân nặng lắm. Dạ, nặng cân lắm. Thấy nó bự vậy là nó nặng cân rồi. Như trái dừa. Đây, một trái nè. Wow. Trời ơi, mê ly luôn. Trời ơi. Quá trời đã. Cái này hồi đó con mua ăn, con mua ở đâu? Hồi trước người ta cho con ăn. Oh. Dạ. Để cho con ăn. Những người bán. Dạ đúng rồi, để nó mau bị dập á. Dạ. Dạ. Coi nè, coi bác đứng mà coi cái trái nó toàn ten nè, đã không cả nhà. Đó, các bạn nhìn coi, trời ơi, coi toàn ten nè. Đã dễ sợ lắm. Con chụp cho con tấm này luôn đi. Bự quá trời nó đi con. Để này á, cho nó chụp. Cũng bự nè. Đó. Đây, cắt trái bự bự bên đây nè, đã. Ơ. Nguyên chùm này luôn nha. Trời ơi sướng quá. Trời, có trái này bự quá nè. Ừ, cắt đi, cho cắt hai trái này. Đúng, cắt trái nào cắt sướng quá nè, coi nè. Oh my god. Đây. Mấy trái thằng nào. Dạ. Dạ. Mấy trái vàng vàng này thì nó chín mau. Dạ. Trái này là lâu chín. Dạ. Vàng vàng ha, để con coi. Tự để lâu chín cũng được, biết sao con cúng á. Ừ, ừ. Dạ, để trên bàn thờ nó lâu. Nó thấp quá, con đứng lên cái thang. Dạ. Thôi, vậy chơi hai mấy trái bên đây cũng được. Ừ. Đóng cho mình cái cây ha. Dạ đúng rồi. Con mê hái. Nhiều khi không có mê ăn mà mê hái. Đưa đây bắt cầm cho. Dạ. Cầm. Một trái vậy chắc cũng một thao luôn hả bác? Có trái một thao, đó hai trái luôn. Ở trên đằng có
không đây, đây nè, ngay trên sau đó cắt cho nó đi. Trời ơi cái chùm này nè bự kìa. Đó. Dạ coi chừng té. Ừ thấy đó đi con. Cái này là bơ. Ăn bơ 5 Mỹ hết cơ. Sao cô chê đó. Mình ăn giống cái bơ. Dạ, vừa bơ mà nó giống như trái chuối mà nó đó cái trái bự cho nó đó con. Hay tới không? Không tới thì thôi con. Tới hay không tới thì thôi không sao. Trời ơi đã quá, cảm ơn con. Dạ. À. Nay mới được có 10 pound nhiêu đây à? Thôi mình hái thêm 10 pound nữa. Hái thêm 10 pound nữa đi em. Con à. Dạ. Trời ơi coi trái kìa đã quá. Nhìn giống như mấy trái dừa con á. Trời ơi thấy thương quá. Đây nè, nó xuống tuốt dưới đây nè. Trời ơi, cái này con nghĩ là mấy ngàn trái vậy con. Oh my god, đã không? Rồi, hút được 20 pound. Đã không cả nhà, hút được 20 pound nè cả nhà. Sướng nha.